Chào các bạn. Hôm nay mình cập nhật chia sẻ với các bạn về cái cây sâm bonsai mini siêu quả của mình. Ở trước các mặt các bạn đây là tổng thể của cây. Mời các bạn tham khảo. Thì báo cáo các bạn trước cái cây này thì nó còn là một cái đoạn ngọn nữa các bạn đấy. Nhưng mà cái giai đoạn nắng mình chỉ quên mất qua 2-3 hôm thôi, thế mà em đã đi mất cái phần ngọn này rồi đấy. Nên là mình phải khẩn trương phải chăm sóc lại. Thì may quá cái phần gốc của em vẫn sống được bình thường. Và các em đã cho quả đấy, cho quả lần này cũng đã lần thứ hai rồi. Tất nhiên nứa nọ nứa kia thì nó cũng rất là gần nhau rất nhanh, cho nên là cũng nhưng mà đến bây giờ thì phải nói là các bạn thấy là nó cũng rất là xanh tốt rất đẹp đấy. Tiến tới thì mình sẽ lại tiếp tục uốn nắn chỉnh sửa lại các bạn ạ. Hôm nay thấy cái nứa quả này nó rất là sai, mình cũng cập nhật chia sẻ cùng các bạn, cực kỳ là phấn khởi các bạn khi vẫn giữ được em ở lại với mình. Thật là và cho quả sai và đẹp, rất là thích phấn khởi. Mời các bạn quan sát. Quả rất là sai. Tất nhiên thì qua quá trình giai đoạn các em bị ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng thì bây giờ đang phát triển lại thì bông tay thì các em vẫn đang là pu xua các bạn ạ. Đấy, nhưng về cái dáng cây tổng thể thì cái cốt ban đầu các em vẫn là giữ được. Đấy. Đấy, cái cốt ban đầu thì cơ bản các em vẫn giữ được các bạn thấy. Thế nên cũng rất là yên tâm, rất là phấn khởi. Thì còn cái đoạn ngọn này thì nó cũng đang lên lọc đây rồi. Thì nay mai mình sẽ uốn nắn lại cái phần trên này thì cây em càng thì côn hơn các bạn, càng đẹp hơn. Cây em sống tốt cho quả sai và đẹp như thế này, mãn nhãn phấn khởi lắm rồi. Rất đẹp, rất sai quả, quả cũng rất đẹp. Các bạn thấy quả sai, rất sai. Rất sai và rất đẹp các bạn ạ. Rất tuyệt vời.
và cái những cái đậu quả mới này cũng đang ra một số các cái đậu quả nhỏ đấy, cũng rất là tương lai rất đẹp đấy. Yeah, trước mình có định cái vết này trước mình định ghép áp đây. Mình định ghép áp để tạo cái bông tay cho em ở cái phần này. Nhưng toàn bộ cái phần từ đây cho nên là em đã bỏ. Đến bây giờ em mới đang lên lại mầm như thế này. Thì hiện tại có các bạn như này thì mình đang nuôi cái tay này để ngày mai mình uốn lại cho nó thành cái cây. Thì hôm nay thì mấy hôm nay thì đang ảnh hưởng của bão Côn Sơn cho nên là nó thời tiết nó còn mưa, cây nó còn đang rất là cứng. Cho nên là mình cũng chưa dám uốn lắm gì. Nay mai nó hết cái cơn bão này, nó nắng lên chút thì mình sẽ uốn cho em. Cái quan trọng là mình rất là phấn khởi khi phát hiện thấy em còn sống khỏe mạnh và cho nước quả tuyệt vời như thế này. Thật là mãn nhãn các bạn. Đoạn thân của em từ gốc lên thì báo cáo các bạn là còn tầm khoảng cũng phải 25 phân nữa các bạn. Rất là đẹp. Cái công này là công tuyệt vời rồi. Còn những cái cành dưới này nay mai thì mình sẽ cắt tỉa cho em. Hiện tại thì mình vẫn cứ uốn cài cắm cho các em gọi là sống và cho quả thôi. Đấy, giữ cho các em có cái độ khỏe mạnh sung sức của cái cây. Đấy. Để cho em phát triển thật có lực lên rồi mình mới uốn nắn tiếp. Chứ bây giờ em vừa mới bị qua một cái trận ảnh hưởng lớn như vậy thì nếu mà chúng ta cắt tỉa ngay thì ảnh hưởng đến quá trình phát triển cây em rất là lớn. Đây các bạn thấy cái dâu quả rất là dài và tiếp tục còn đang phát triển tiếp, rất tuyệt vời, rất thích mắt các bạn. Cái thân của em thì báo cáo các bạn bây giờ thì cũng bằng gốc này thì cũng bằng nắm dao rồi. Đấy, bằng nắm dao rồi các bạn. Đấy. Sau cái đợt này mình cắt tỉa thì mình sẽ nâng đổi chậu cho em để cho em phát triển khỏe mạnh hơn, tốt hơn.
Thì báo cáo các bạn là hôm nay thì nó rành rành, hai nữa là khi mà cây sung nó bị ảnh hưởng của cái trận là nắng chăm sóc không tốt. Đấy. Nên bây giờ là mình đã cứu vãn được em và em sống tốt sống khỏe và cho lại những cái quả rất là tuyệt vời như thế này. Rất vui mừng và phấn khởi thì cũng cập nhật chia sẻ cùng các bạn. Đấy. Thế thì cũng không làm mất thời gian của các bạn nhiều thì mình cũng xin được dừng video tại đây. Chúc các bạn xem video luôn vui khỏe hạnh phúc và thành công. Đặc biệt đối với các bạn đam mê sung bonsai thì tọa nguyện như ý. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Xin được tạm biệt các bạn.